Rồi chào các bạn nha, hôm nay mình đi chơi ở vùng quê nha các bạn. Ông anh ổng có mở bữa tiệc nè. Đây là nhóm phụ nữ bắt đầu. Cấm đầu nhỏ không à, không đứa nào lên chào các bạn coi. Mới nãy cái khâu bên kia mình cắt bỏ nha các bạn, mình không quay, nhạy cảm quá. Còn mất fan luôn hả? Quay cái clip kia cái Ngọc Ni mất fan mộ luôn hả Ni? Nhìn cái clip kia kìa, mới bị mất fan chứ còn mấy clip trước đâu bị đâu. Đây bên trong này là còn một cô bạn gái nha các bạn. Anh nào mà muốn vợ thì hãy đến đây. Liên hệ với vùng biên miền Tây nha. Rồi thôi bây giờ người ta bắt đầu người ta mổ xẻ nha các bạn. Nhạy cảm quá mình thôi mình cắt bỏ bằng này đi ha. Rồi. Khâu bên đây mình sẽ bỏ đi. Bỏ qua đi ha. Đây. Ở đây là vùng quê các bạn. Đó bây giờ các bạn thấy không? Đó. Vùng quê. Đó. Son nồi đồ treo lủng lẳng coi đã không? Lịch sự không? Đó. Quay dừa đi anh ơi. Không sao á. Cái nhân chất. Người ta nói bây giờ nó sai hết rồi. Đây nha các bạn, đó rượu, đây là cái một cái lò rượu nè các bạn. Cái này lò rượu này là mình chưng cất thủ công nha các bạn. Đó rượu này nè, đây là cái nồi nè các bạn, các bạn thấy không, nấu qua bên đây nó truyền qua bên đây là thành cái ống giải nhiệt các bạn. Đó đó, truyền qua bên đây thành ống giải nhiệt, giải nhiệt bên đây là cái bồn, trong cái đó là cái bồn nước nha các bạn, bồn nước rồi cái bắt đầu chảy xuống đây, chảy xuống dưới này các bạn. Đây đó là rượu các bạn thấy không, nó rượu đó chảy hang. Đây là rượu chưng cất thủ công nha các bạn. Rượu này uống thì nói chung là ok đó bạn. Ông anh ổng nấu là rượu nếp. Rồi bên đây là cái nồi cơm các bạn thấy ha, cái nồi cơm nấu cơm da đàng hoàng. Còn bên đây là phần bên đây là nếp nè. Đây các bạn thấy không, đây là hạt nếp đàng hoàng. Đó, đó đây là nếp đàng hoàng. Đây nếp các bạn thấy không, đó hộp nếp nấu rồi bắt đầu mới đem qua bên cái phần bên bên đây nữa, đó là phần mà ủ cơm, ủ 6-7 ngày gì đó các bạn, vô men rồi bắt đầu ủ 6-7 ngày gì đó, rồi mới đem qua cái phần nấu rượu nha các bạn, đem qua cái phần nấu rượu là ra thành rượu, đó rồi mình giới thiệu sơ qua các bạn về cái cách mà rượu chưng cất thủ công nha các bạn, giới thiệu sơ tí xíu nha. Cái này làm gỏi không? Không có hả? Ủa, dạ. Chuối. Đây các bạn. Này, chuối cây nha. Thấy chưa? Làm gỏi gà nha các bạn. Hả?
Cái này up lên vô top cái mai mốt cái mình đưa ra nước ngoài cho coi nè. Ai muốn về Việt Nam? Ai muốn về Việt Nam ăn gỏi gà có người phục vụ cho. Gỏi gà chú cây nha các bạn. Hả? Ừ. Cái điểm này là mình lên clip nhiều lắm á. Gì gì con? Ừ? Ừ? Đang có nồi tôm phải không? Tôm luộc rồi sẵn tiền. Được chưa? Sao? Ồ. Có lý nghe. Cái mồi này chưa mà. Chưa luộc hả? Ui, tôm luộc vừa nha bạn. Ủa. Xong. Cái này chuối cây nha. Chuối cây trộn gỏi gà nha mà. Quá nhiều không? Nhiều không? Chị sập không em? Không nhiều hả? Nó sập lên nữa hả? Ừ, hồi nó sập nữa các bạn. Đây. Để thao này ha. Đó thấy chưa? Đâu phải đàn ông tao không giỏi đâu. Nãy giờ tao nghe nói lén rồi nhiều lắm đó. Nè, giờ tao lại quay để làm bằng chứng luôn nè. Tao cũng lặt ớt lặt hà mà tình lên nữa. Thử cái tiền. Thử cái ăn cho ngon cái này. Món độc này. Đó, ôi trời. Các bạn biết món gì không? Ngon lành. Hơi mặn à. Hơi mặn à. Muối, muối ớt mà các bạn. Hơi mặn thôi. Đây, muối ớt các bạn. Các bạn biết cái chén bên kia là cái gì nữa không? Đó. Đây là một khán phòng quen thuộc nha. Rồi, ăn muối. Có ai ăn trái này chấm muối ớt không? Thử làm sao. Một cái đây là nhãn nha bạn. Cái dùng này là trái cây nhiều lắm. Gà đã sắp chín nha các bạn. Chút xíu mình lên mâm nha. Rồi đây cái nồi cháo luộc gà nha các bạn. Chút nữa sẽ phai trộn chuối cây vô. Nay cũng có chút xíu tiệc nhỏ nhỏ. Đâu rồi? Cái này trộn rồi hả chị hai? Hả? Trộn rồi hả? Trộn rồi. Mình đi ra ngoài khơi khơi ngoài cái mất cái khúc này ta. Đó, mình dày chút nữa mình khỏi cần trộn cái thịt vô phải không? Không chị. Thịt vô luôn hả? Nó mới ngon á, nó mới thấm thịt nó mới ngon. Ta để thịt trên mặt á. Thôi. Tại nó bình nhỏ, nó chụp hình nhỏ nặng như. Đây đây có cái miếng đường đó này. Chưa được. À cái gỏi này. Này là còn cái này nhiều nặng nữa chị này cứ. Dắt là nước ra, nó làm nước. Ừ gì đó. Vậy được rồi chứ chậm chứ. Thôi, quá đẹp luôn, tôm chín luôn. Quá đẹp quá đẹp nha. Trời ơi. Quá đẹp luôn ha. Con nồi tôm quá tới luôn nha các bạn. Ui. Chút nữa mình sẽ mời cho bạn một con bự nha. Đi ra lúc mà kia là sao cắt đi nó nói muối qua đi vô. Cái đầu gà
mời lên mâm nha các bạn. Trời ơi, đơn sơ thôi, tôm luộc nước dừa, gỏi gà, cháo gà vậy thôi hắn bạn ha. Có mấy chén muối ớt. Mắm gừng. Ủa nãy giờ quay cái thành phẩm này chưa? Trời. Con bé ấy nè, cái đùi không? Con ngồi xuống ra. Má thằng mở ra rồi, con cháu nó nói thôi mời mốt má không có đi bằng xe ông ba nổi. Ủa rồi, đưa xe ở chỗ ngay hả? Phải không? Vậy nhỏ nên ơi. Chắc nó tạm chạy xuống tới đó cũng chặn nhẹ như mình chạy qua rồi. Thôi mày biết ba đậu nó không tới. Tới rồi. Em coi đồng hồ mình tới. Đâu là cô với Dượng là bên quán chạy tới Tân Hạnh. Tới Tân Hạnh. Tân Hạnh ở trên này mấy người này xuống đó hả? Xuống trước rồi. Hơn 10 phút quá. Hồi sáng đi là cũng năm mấy rồi. Tại vì lúc con đi là đã 5 giờ lên con còn đi lấy bên làm cà phê. Rồi đi ra mua cá nữa. Phải sang 5 giờ. Đi ăn cá rồi đi cà phê nữa. Mẹ ở đây mà nó tâm hưng á. Ủa thấy con đâu hôm qua mới nấu cháo con lấy lóc bông kia tám. Ăn cơm nhé, mua cháo có bán mấy con cá lóc bông. Lóc bông thua cá lóc kia mình để hôm qua con mới nấu cháo mắc hơn nè. Mắc hơn. Cái đó nó ít hơn, nó hiếm hơn. Chứ cái lóc bông nó ăn thua cái lúc đồng mình ra. Hôm qua con mới nấu cháo sớm giờ không có gào gắt gì vậy hả? Cháo gì? Trời ơi, đấy là kêu kéo uống đủ quá. Mấy người có biết hai con cá lóc mà bán 1 triệu bạc không? Có nghe nói chưa? Con thấy con bao nhiêu nó bán hai con cá lóc mỗi con 5 ký 100 ngàn ký. Con lóc bán 100 ngàn. Một con 5 ký là hai con 10 ký là bán 1 triệu. Nó nuôi lâu quá. Đường đó là đường rất là dễ nhiễm trùng thì mới kéo dài được rồi phải lắm nè. Mổ nó đưa mà thằng đó là chơi hết bóp luôn đó. Nó mổ nó đưa cái ống ra khò khèo khè vậy chứ rượu nó cũng uống mà thuốc nó cũng hút, nó chơi mà thuốc men nó bị nó cái tiền hình như là nó kéo dài cũng được 5 năm hay gì không sống. Theo lời chát thế của cô đường tầm màu vậy hả? Qua đây đi, em còn cái hết nữa. Qua đây. Sáng giờ còn nằm mất thế. Không có mấy ngày nữa. Còn đâu quá nữa. Ở lên kịch giá nó có qua cái đảo Nam Du á. Đảo Nam Du. Đảo đó em tính đi rồi á. Rồi bữa tôi thấy ở trên nó quay có một năm tới có đẹp không? Qua Tết là tính đi đó. Không mà nó đẹp. Nó nhỏ hơn Quốc nghe. Thì nhỏ hơn nhưng mà nó bằng tám á. Nó đi tức là nếu mà mình đi là mình đi tới ba đảo. Ba đảo luôn á. Cháu được rồi, đây muốn cháu cũng được. Rồi để em Nam Du là xa nhất, có Hòn Sơn với Hòn Tre với Nam Du.
Bên này giờ Út có làm gì không? Ba nhưng mà một cổ khỏe hả? Nhưng mà lên chú Gạch Giá là đi tàu qua, nó cũng tàu có tấm vậy. Em tính em tính qua tết rồi chết. Tạo diện được thôi. Mà mình đi cái chơi cái này là mình đi bằng xe Honda luôn. Chứ không đi bằng chứ không có đi lấy gì đúng không? Đi tỉnh lên mình đi tỉnh cúp á. Mình vậy nó thoải mái. Anh muốn còn nếu có điều kiện mình kiếm muốn 16 chỗ mình đi cũng được nữa. Chuyện Tết không được, mình trong chuyện Tết là không được. Mấy ngày này nè. Được. Tức là mình qua Tết. Qua Tết mình là mình phải đi. Qua Tết mình sẽ. Trời ơi, hồi tới 1 phút vợ chồng nó xuống chơi với khách nào? Nãy có lời đâu? Tắt. Đây hả? Không biết nữa, hôm qua đây em không có điểm á. Hôm qua nó không nó đi xui rồi. Hôm qua có xui, có cái điện... Anh nhắc anh bây giờ đi đi. Sao sớm? 5 giờ. 5 giờ đi. Ngày qua mình tốt về chỉ uống không à? Tặng 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 tặng. Ở ngày hôm qua vừa sở thì có bốn bạn hai cậu hai cậu vừa sở giờ đâu giờ về tại cái cậu kháo ở trong điện đó, mày ghé mày cứu tao, tao điện cho mày cứu không được, nó đâu mất tiêu, nó không mất máy, cũng khổ không mất máy, ghé cứu tao nó về lại đấy con tao thủ gì á, ghé gì ông làm trùng quẹp ông thế cũng làm trùng quẹp. Thôi mình cũng xin kết thúc clip mình ở đây nha các bạn. Cuộc ăn nhậu nào cũng tàn nha. Thì cái bối cảnh này cũng đã cũ rít rồi ha các bạn. Rồi thôi mình cũng xin tạm biệt các bạn ở đây. Hẹn các bạn ở clip sau. Các bạn hãy nhớ bấm đăng ký, bấm chuông cho chuông nha các bạn, ủng hộ kênh Dùng Viên Miền Tây của mình. Rồi bye bye, xin chào, hẹn các bạn ở clip sau.